Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, tính đến cuối tháng 7 2023, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh nước đạt hơn 354.000 tỷ đồng, tăng gần 6,3% so với đầu năm. Trong đó, giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt gần 2,3 ngàn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay ước đạt khoảng 351,8 ngàn tỷ đồng. Đến đầu tháng 7 2023, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng Việt Nam đồng của các ngân hàng thương mại giảm khoảng 1% một năm so với cuối năm 2022. Các ngân hàng thương mại đã chủ động điều chỉnh và triển khai các chương trình gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng 0,5 đến 3% một năm tùy đối tượng khách hàng đối với các khoản vay mới.